Tao là con cầm hoa, tao thích nhất con cầm hoa. Nhìn nó đẹp. Bán đi con gì nữa? Tình hình là lại mất kiếm bếp à. Tao vừa thua trận cay quá. Thằng top 1 2 máu, thằng top 2 1 máu, tao không máu gì nữa. Ừ, cay vãi lìn, tranh nhau có một máu thôi. Xem anh đánh mãn nhãn quá, đùa thôi, what the fuck, đừng có trêu tôi nữa. Không mà tôi đã bỏ đi đái bây giờ này. Anh em vào nhớ để lại comment rồi nhớ like với share cho An ấy, để cho cái livestream nhìn cho nó tươi. Và đừng quên là có sao free nhớ tặng Mạnh An nha. Lệ ơi, xem đi đái với tao cái. Tao buồn đái quá mà tao không biết phải nhờ ai đi đái hộ bây giờ. Thưa bạn Võ Tuấn Kiệt là không phải dự kiến nha, mà chắc chắn rồi đấy, chắc chắn rồi đấy. Bởi vì đấy, mấy cái thanh niên bên Liên Minh 360 sang cứ liên tục rót vào tai tôi những cái thông tin đấy từ bấy đến giờ, chắc chắn rồi đấy. Anh phải cắt ra thì lợi chùm mới đi hộ, đi được hộ à? Cắt ra thì có lắp được vào không nhờ? Thế bây giờ tôi cắt ra xong rồi tôi lấy keo 502 tôi dán nó lại được không nhờ? Vì em ngu si, lòng đực không suy nghĩ, giờ ôm nỗi đau biệt ly. Băng tộc thì đánh cũng được thôi, nhưng phải có đồ cơ. Từ từ nhá, để tôi xem. Để tôi xem. Bao giờ phải hết bao round đầu tôi nhìn đồ thì tôi mới biết được. Ví dụ như không có đồ thì mình nên đánh cái bộ nào, và có đồ thì mình nên đánh bộ nào. Đấy. Không đồ thì lời khuyên cho tôi ấy. À không đồ thì tôi khuyên các bạn là nên đánh noble nhất. Bởi vì cái nội tại của cái bộ đấy nó khỏe. Đấy. Đây là một trận không có đồ này. Tình yêu hôm qua là thật hay dối trá, mà sao nỗi đau cứ theo nhau về. Mà sao vẫn yêu người xa. Nhất quyết là tôi phải đánh bộ bộ private ạ. Được, tôi sẽ cố gắng. Cố gắng build sang bộ private. Con tim anh lạnh giá. Nơ 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 nơ. Ôi quên quên quên, tí nữa quên không mua đâu. Ấy. Quân chó má, đây gọi là quân chó má. Chó má này. Rồi để tôi build bộ private nhá, để bộ tôi build bộ private. Nào thì build private nào. Cho tôi xin mấy con private để tôi build nào. Private cấp thấp này thì phải mua gặp Pai và Gangplank. Gangplank 3 tiền, Pai 2 tiền. Ôi cào đẹp đấy. Hai con Garen xoay nhau không mất máu. Ây da.
Thì mẹ con chó nó khôn thế nhở. Mãi không thấy private để build private cho các bạn bây giờ nhỉ? Làm nào để tôi build được private đây? Nào, để build private nào. Chó ơi, quào đi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hay. Hay, trời xuất sắc. Xuất sắc. Lại phải bốc cứ ăn vã rồi, hai cái thìa. Ôi chợ chợ hôm nay xịn thế, toàn đồ ngon này. Nhưng mà đi cuối em chả biết còn đồ ngon nào bốc không. Thôi xong. Lấy cái gậy quá khổ cũng được. Hai cái gậy quá khổ, mất nốt hai gậy quá khổ. Mất này, mất này, mất này, mất này, mất này, mất này. Chọn nhanh, chọn nhanh. Biết ngay là mất mà. Mà trâu chậm thì uống nước đục. Cái cụ nói cấm có sai. Trâu đục thì uống nước chậm. Châu đục thì uống nước chậm. 6 tiền, 6 tiền. Ủa sao này đâu ra mà nhiều cờ thế? À, assassin, assassin, assassin. Lạc đa cỏ trào đánh assassin à? Đúng là châu đục uống nước chậm. Cày thật. The fuck. Ván này là chưa biết đánh cái gì đây.
À tôi lại bán mất con private và đen thế lại bán sau chơi nhá, bán lại không chơi private được rồi. Có khi nào thấy trong lòng chuyện thật xem hôm qua đã như khờ rồi mà nhân gian cho ta quá nên điên cuồng, đừng vì phút bạc nong vết thương này đã bao ngày. Đúng rồi, lại gặp assassin hãm lìn quá, xoay đi Garen ơi. Tập này gặp assassin thì hơi toang. Đủ bốn bốn con quay rồi này, đủ bốn con rồi này. Ari với con này là đủ rồi này, nhưng mà thôi chưa phải lúc lót lao chưa phải lúc. Đây phải xếp con đam chính ở giữa để tránh assassin. Mẹ, nếu mà nó có wow thì nó sẽ wow con Nidalee này, nó không wow con assassin của, à, không không wow con Lucian của mình. 6, thằng này đã lên cấp 6 rồi, mẹ nhiều tiền thế. Kiramiki ít mẹ nhiều tiền đấy. Mẹ cái dàn tay này ấn tượng ấy chứ nhở. Khá đấy. Thì mẹ lại được ở vị trí đẹp phải đi chợ sớm rồi. Toàn quá rồi. Đừng vì phút bạc lòng. Bốn ngoài. Vậy sao Garen như thằng bánh đần đi nhở, cứ đứng đần mặt cho nó đánh, thất vọng thật chứ. Lướt đi em ơi, lướt 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 lướt. Ok, không tồi, đi chợ gần sớm, đây người ta gọi là đi chợ gần sớm. Na này, lấy con Na là tuyệt vời luôn này. Na hoặc kiếm BF. Đây đây đây, Na 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 Na. Không được đâu, không được đâu. À, bắt chuyện con chó. Bắt chuyện con chó cầm giáp. Thanh niên đâm vào Na, ra trêu nó cái, ra trêu nó cái. Ê, bắt trượt nhá. Cày cày chưa, ta còn Na nè, cày chưa. Buồn cười vãi lìn. Con Na này chưa dùng được ngay, cứ từ từ. Dấu vào đôi mắt, nhẹ dấu vào đôi mắt. Kiểu gì thì nữa nó chả vả chết, cứ trêu nó trước thì bọn nó up 6 nhanh thế. Mình thì cứ tiếc tiền mình không up. Ôi, còn lướt qua đây bắn cho nó ít đam à? Mẹ Lucian ngu thế.
Bắn chết nó con này là đẹp. Lướt bắn. Ôi ôi, lướt ra đằng sau lưng mà bắn lại đi lướt ra trước mặt nó. Tệ bạc thật. Trời ơi. Mình mày có CC à? Mình mày có CC à? Hả? Hay như nào? Mình mày có CC à? Hay như thế nào? Phải loái. Nhưng anh em có công nhận với tôi là con này nó lướt ngu không? Quá ngu. Người con gái. Có nên bán Lucian không nhờ? Chuyển sang chơi AP. Vứt đồ cho con này nó gánh tem nhè. Lucian có vẻ hơi hơi bánh đần một tí. Lucian có vẻ hơi bánh đần một chút. Ừ, bán đi. Norton này bán đi. Không đánh Lucian nữa. Ôi, nhiều đồ thế. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ngọn giáo Sojin đây rồi. Ê, sao ném không chết luôn nhở? Chẳng lẽ đam mày yếu thế? Đi mẹ gặp assassin này toang quá. Ôi. Tốc độ đánh. Wearing dots on Chris try. Có vẻ như là cái đồ Disram nó đang được buff sức mạnh. Nó đang được buff sức mạnh nên là tôi phải lắp thử xem nào. Khỏe lắm. Không, Nidalee là con phụ thôi. Trong ván đấu này con co không phải là con Nidalee. Không phải là con Nidalee. Ván này mà lên được rồng 3 là siêu tuyệt vời luôn. Đây, trận này tôi đánh con cái bộ hóa hình sư này. Ui, nó vứt đồ cho Gangplank này. Cái này khá ghê nhờ.
Katsadin 3. Wow. Midfoten, Midfoten bắn à, bắn bố mày à, không được đâu. Đừng đùa với chấm. Né tất cả những đam crit vào người. Được đấy. Ui, rồng này, rồng này. Rồng hoặc thìa. Tầm này sẽ lấy rồng hoặc thìa. Chắc là lấy thìa hơn. Con rồng này mang cái áo giáp này tôi không thích lắm. Tôi sẽ lấy thìa. Mất một thìa. Ok. Rồng tí nữa mua sau. Thìa. Con rồng này bây giờ bị nớp rồi, cũng không quan trọng lắm. Có, chắc chắn nó sẽ mua. Lên một level nữa là sẽ vứt con rồng đấy vào. Nhưng mà lót lao. Đó, vứt một cháu nữa vào. Vứt cháu nào bây giờ đây? Hoang mang tột độ. Dragon Brawler. Chó đứng im đến chết luôn kìa. Rồi, rồng quạt đi em ơi. Đúng rồi. Rồng nhiều đam lắm. Đúng rồi. Bố mới chặn được đam crit. Đúng rồi. Trận này tôi cảm thấy mẹ vứt đồ cho rồng là một một sự hiệu quả kinh khủng. Một quyết định đúng đắn. Thôi để tiền up cấp thôi hè. 40 đồng để tiền up cấp. Thế bây giờ có chạy đi đái có kịp không nhỉ? Đây này, tôi vứt vứt cho rồng hai cái đồ phòng thủ này hơi bị kinh luôn. Disarm này. Disaim thế nhờ, gọi là disaim nhưng mình lại đọc là disram là sai, disaim. Với cả thêm cái né tất cả chiêu crit. Disaim. Rồi ném tao đi nè, nhìn nhìn nó ném tôi toàn toàn mít này, mít này. Đi để mày ai bảo cho lắm crit vào rồi ném bố mày thì toàn mít thịt thật. Wow, đã thế tôi vứt nốt một một đồ nữa cho con rồng này. Tôi sẽ vứt thêm một đồ nữa cho con rồng này. Đây rồi, đi mẹ sắp có rồng ba để chơi rồi. Đến khi mà tôi có rồng ba thì mấy con lợn này cứ cẩn thận. Vĩnh viễn. Kiếm con gấu kích Brawler với Glacia không quan trọng. Brawler với Glacia không quan trọng. Bây giờ quan trọng nhất là phải bắt một con rồng nữa. Để cho con rồng này gọi là tuyệt đối phòng thủ luôn. Tuyệt ái chi thành luôn. Nó immune với cả Magic Dam. Sau đó thì lại vứt thêm một đồ đam cho con này nữa. Tôi sẽ vứt thêm cái vô cực kiếm cho con này nữa thì thôi rồi. Chứ còn tham làm gì cái bộ Brawler với Glacia. Mấy cái bộ nhỏ nhỏ lẻ lẻ đấy không có nghĩa lý gì hết. Thấy không? Thấy chưa? Đam ở đây chứ đâu. Như thế nào? Savanna lên cuồng đao nó phí đi. Nó không có nhiều tác dụng lắm. Nên áp cấp hay là nên nhịn nhỉ? Nên nhịn. Buồn đái quá.
Tầm này Na 1 thì vẫn hơi buồn. Tầm này Na 1 vẫn hơi buồn một chút. Na 2 thì đẹp hơn. Gặp Assassin. Có kịp quang chiêu không đây? Không kịp quang chiêu luôn. Rồng này gặp Assassin thì không phải xoắn. Nhưng mà vẫn xoắn. Xui ui. Ari gánh team, Ari gánh team. Xui ui, nó kinh khủng quá. Kinh quá. Team này con nào cũng gánh team được ạ. Ghê 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 ghê. Lợn. Chống cháy, gọi là chống cháy để khỏe quá. Nhiều nó mới buff con Midfotter hay sao ấy, Midfotter khỏe thế. Đéo ra con rồng nào nhỉ? Đây rồi. Mỗi tội là rồng mới là rồng không có đồ. Xui ui. Kinh quá, Savannah 3 mà vứt đồ này thì nó mất con mẹ nó tử rồi, nó mất tử rồi. Ui, Savannah 3 kìa. Lady and gentlemen, con rồng bất tử của tôi. Vãi nàn, chỉ có thể được gọi là vãi nàn. Xin phép là bắt cho con rồng này một cái gì đó thật là vãi nàn. Bắt cho nó một cái kiếm BF để thể hiện một cái sự vãi nàn với nó ấy. Không thể bình tĩnh được. Lần đầu tiên tôi build được một con Savannah 3 và nó khỏe hơn cả con chó, mặc dù là con rồng. Này, tôi cho các bạn biết thế nào là sự bất tử nhá. Đó, để tôi nói các bạn nghe về một sự bất tử, và nó chính là con rồng của tôi. Để tôi kể cho các bạn nghe về một con rồng bất tử. Biến hình. Ấy, sao mãi không biến hình thế? Đọc băng lâu vậy? Biến hình đi. Đọc băng lâu thế? Nhưng mà nó vẫn được bất tử. Mặc dù nó không biến hình nhưng nó vẫn bất tử. Nó không thể biến hình nhưng nó vẫn bất tử là những gì mà chúng ta đã thấy. Ơi, nó biến hình này. Nó biến hình này, hút máu lên em, hút máu lên. Hút máu lên, ui nó chết rồi. Nó không bất tử được rồi.
Đã thua rồi. Thua. Thế là thua rồi. Đéo mà lại thua một thằng. Ai chà chà. Biến hình. Ngon, được cái đồ này cũng được. Chấp nhận được. Nó cho gát hai xịn quá. Đây, đây, rồng trả ơn, rồng trả ơn. Rồng trả ơn, đánh chết đúng cái thằng vừa lúc phải đánh chết mình. Ui, round này giá trị quá. Round này giá trị quá, lên được hai con này ngon quá anh em ơi. Đây rồi, rồng trả ơn. Đến lúc rồng trả ơn rồi. Buồn đái quá anh em ơi. Lại gặp thằng này à? Ui, choáng đẹp quá này. Rồng trả ơn. Rồng đang trả ơn anh em ơi. Rồng đang trả ơn. Rồng được trả ơn. Kinh quá. Vĩnh biệt. Vĩnh biệt. Rồng đã trả ơn. Ui chó cũng trả ơn. Mẹ thi nhau bọn nó về trả ơn anh em ơi. Ui bán lợn. Tầm này bán lợn. Cho gát trả ơn này. Còn này cho gát trả ơn này. Cho gát ơi, trả ơn anh em ơi. Ấy. Sorceret, 4 con Sorceret. Thôi không cần. Ui, nào mới gặp bọn này mà chẳng lẽ thua thì lại uất ức đi chết luôn này, có khi nào không? Ôi, cho gát một yếu quá. Nà nà đẹp thế. Rồng không bất tử rồi. Nhưng mà có rồng này. Thua. Thằng này có hút máu. Vẫn thua nó. Cho gạt. Để biết lấy cái gì bây giờ. Đéo có. Na 2 rồi. Làm nào để kiếm được con chó gắt. Your eternity.
U cho gắt này. Đéo kịp mua rồi. Nói thật là tôi cũng đang buồn đái, tôi không không gáy được thì xin phép là bật bài nhạc gáy hộ này. Chán nhỉ. Cái ván đấu mà nói chung là nó thể hiện được cái gì. Đi đái phát.